Đây là một cái mẫu đầu khoan mà phía ngoài bằng nhựa nha bạn, cực kỳ khi mình làm nhôm á, mình làm nhôm hoặc là mình dặn tắc kê hay là mình bắn vít gì đó, mình có cái đầu khoan này thì mình tháo tháo ra tháo vô cái mũi khoan nó cực kỳ dễ nha. Đây, cái này là đang là cái đầu là đây các bạn nè, cái đầu là từ 2 tới 13 mm nè, là cái đầu này là đầu 13. Ba nha. Đầu gắn được cái mũi khoan tối đa là 13 mm. Cái đuôi mũi khoan á 13 mm. Đây. Thì cái này tháo ra tháo vô cực kỳ dễ nha bạn. Đây mình sẽ dặn ra dặn vô cho bạn xem nha. Đó. Nó rất là dễ, nó không bị đau tay, với lại nó siết rất là cứng nha. Khi mà mình cần tháo nhanh á, tháo nhanh mũi khoan được á, thì mình làm nó rất là dễ nha. Thì cái đầu này là đây mình đang siết vào hết ba chấu. Thì cái đầu 13 thì cái gang này thì sẽ xài cái gang đó là gang 12,7 nha. 12,7 mm. Còn cái đầu 10 á, cái đầu 10 thì sẽ xài xài là gang cái đầu 10 á thì sẽ xài gang 10 nha các bạn. Gang 10 mm nha. Nhớ là cái đầu 13 thì xài gang 12,7. Còn đầu 10 thì xài gang 10 nha, 10 mm. Này sẽ dặn vô, mình sẽ dặn vô cái đầu khoan nha. Đầu khoan. Thì mọi người có thể mua thêm cái này để mà thay thế gắn vô đầu khoan thì nó rất là tiện nha. Đây bây giờ mình có một cái khoan cũ nè, mình sẽ thay nó vô cho các bạn xem nha. Thì cái link sản phẩm mình có để bên dưới cái phần mô tả của video và cũng trong cái phần bình luận của video dưới video thì mình có để cái link trong cái phần mô tả, thì mọi người có mua hàng thì sẽ nhấn vào cái link đó để mua hàng nha. Thì đây là cái đầu khoan nè, đầu khoan bị hư, đầu khoan bằng sắt này thì dặn nó rất là khó. Thì cái này thì sẽ tháo ra, tháo cái đầu ngoài này ra để mà gang này là gang 12,7 nha. Bây giờ sẽ tháo ra để mà thay cái đầu này vào. Vào đây thì bắt nó sẽ tiện hơn. Đây, cái máy khoan. Thay đầu này vào thì xài nó rất là tiện. Thì nó cứng quá, mình sẽ dùng cái máy cắt để mình cắt bỏ nó ra nha các bạn. Đây. Thì nó còn cái cốt, nó sẽ có một cái cây con ốc để bắt vào. Còn trong đây là thanh gang cây gang 10 13 12,7 nha các bạn. Mình sẽ cắt cái đường này và mình sẽ dùng cái búa với cái đục để mình đục ra, mình lấy nó ra nha. Thì đây nè các bạn, thì mình đã cắt rồi. Đây, mọi người sẽ cắt một cái đường này nha. Cắt một cái đường dài như thế này. Thì mọi người sẽ cắt một cái đường dài như thế này nè. Dùng cái máy cắt cắt. Cắt và bây giờ mình sẽ đục ra nha. Mình sẽ đục cắt một đường này, nếu mà có điều kiện thì cắt thêm đường đường bên đây nữa, nhưng mà mình nghĩ là cắt một đường được rồi. Mình đục là nó đã nứt ra rồi. Mình sẽ đục nha. Đây, nó nứt rồi nè các bạn. Nứt mình sẽ dặn nó ra nha. Đây, nó có con ốc chỗ này nữa nè. Ốc này thì chút xíu mình sẽ lấy con ốc mình bắt lại. Đây, mọi người thấy nè. Cứng, mọi người chỉ cắt một đường thôi là đục nó ra là nó sẽ ra liền nha.
Rồi. Bây giờ mình đục ra rồi mình sẽ gắn cái đầu mũi khoan kia vô nha. Mình tháo cái ốc này ra và mình sẽ gắn đầu mũi khoan kia vô. Đây là cái máy khoan của mình vừa mới tháo ra nè. Đây là cái đầu nhựa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn vô. Đây nha các bạn. Mình sẽ gắn vô đây. Đó. Thế vậy đó. Nè. Đây mọi người thấy trong này nó có một cái lỗ nè. Mọi người lấy cái con ốc mà hồi nãy mình cắt ra, mình sẽ dặn vô đây nha. Dặn vô để giữ cứng cái này lại nên nó không có tua ra tua vô nha bạn. Khi mình dặn cái này thì nó không có tua ra tua vô nha. Đây, cái con ốc chỗ này nè. Ốc này là con ốc 4. Người lấy con ốc 4 mà cái chiều dài nó tầm cỡ 2 phân, 2 phân là dặn được rồi nha các bạn. Đây, này rất là gọn nha. Đó, xong thì bắt đầu mình sẽ bỏ vô đây thôi. Tra mỡ bò và mình sẽ bỏ vô đây thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái máy này lại. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ vô nha. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái đầu khoan vô nha các bạn. Đây. Mình nhìn nè, mình vệ sinh rồi mình tra mỡ bò lại, bây giờ mình sẽ gắn cái đầu khoan vô. Rồi. Mình sẽ gắn nó vô đây nha. Rồi. Đây xong rồi nha các bạn. Đây. Nhìn nhìn cái máy khoan đẹp hơn nhiều nha các bạn. Ồ, cái đầu này thì tháo ra tháo vô cực kỳ khỏe luôn các bạn ơi. Tháo ra tháo vô cực kỳ khỏe luôn. Đây. Đây, mình tháo mình dặn cái này cực kỳ nhẹ luôn nha. Rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy con ốc và mình bắt vô đây nữa là được nha các bạn. Bắt một con ốc vô đây, chú ý nha, nhớ bắt con ốc vô đây không thôi nó sẽ vuột cái đầu khoan ra nha. Rồi, dẫn con ốc vô nữa là được. Thì video mình tới đây cũng xin kết thúc. Thì phía bên dưới video mình có để là cái đường link cái đầu này các bạn. Cung cấp cái đầu này thì mọi người có mua thì xuống bên dưới phần mô tả hoặc là bình luận á. Để xem, để nhấn vào link và mua hàng ủng hộ mình nha.